Nay shop em review cho anh em một em CL50 sườn lốc zin. Xe này là đúng CL50 nha anh em. Hello anh em nha. Chúc anh em có một buổi tối ấm áp. Qua đây đi một vòng cho anh em xem ha. Em CL nè, mua một mà được hai, được cục máy nữa. Đó. Quay cho anh em xem. Đúng đúng CL50 nha, chứ không phải là xe lên nha. Quay cho anh em xem. Hôm nay shop em review cho anh em xem một em CL50 biển số 67 An Giang 4364. Xe đang đi với cục máy Alpha. Xe này hai cục máy. Xe này hai cục máy. Một cái một là thì thầm, một cái một là thì thầm. Để shop em quay cho anh em xem. Quay sát vô, quay sát vô cho anh em nghe ha. Em này là CL50 ha, đang đi cục máy, đang gác nguyên cục máy Alpha luôn, Alpha Zin luôn. Quay rõ ràng cho anh em xem. Xe này là đúng giấy đúng đời CL50 luôn anh em nha. Máy móc là thì thầm. Thì ở đây á, mình có hai cục máy, một cục là Alpha và một cục là Zin của nó. Thì ông anh này ổng hình như là ổng không thích cục máy Zin. Ảnh chơi cục máy Alpha lên. Và những anh em nào mà dặn xe, dặn shop em xe có đề ha, xe có đề thì mình nghĩ em này là cực kỳ dễ thương luôn. Máy móc là thì thầm. Thì những anh em mà chơi xe thì biết rồi. Nếu mà nói về máy móc Alpha thì yên tâm. Mới rửa. Đó. Không giọng không hú. Anh em xem ha. Không giọng không hú. Quay vô cho anh em xem luôn. Xe là đúng giấy đúng đời CL50. Xe là màu cam nha anh em. Xe màu cam nha. Cấu hình máy là 100. Thì nguyên cục máy zin thì anh em biết rồi. Khá là ok ha. Rồi qua bên đây. Qua bên đây đi chi tiết cho anh em xem. Thì đầu tiên thì như những chiếc xe khác thì shop em sẽ quay cho anh em xem cái bình xăng lớn CL50 ha. Bình xăng lớn sẽ tắt máy là vậy nói chuyện. Tắt máy này ganh tì đã rồi nè. Nghe đã không? Nè vô nè. Rồi, ở đây. Quay cho anh em xem ha. Bình xăng lớn CL50 nó còn mới khoảng tầm 85% ha, nó còn 85%. Đó, quay rõ ràng chi tiết cho anh em xem. Yên sau thì yên đế sắt niệm liên á. Đó, quay cho anh em xem nha. Yên sau là yên đế sắt niệm liên á. Ba ga sau inox, shop em vừa mới vô. Bốn cái tay xi nhan CD Atimon. Quay rõ ràng, quay chi tiết cho anh em xem. Ha, bốn cái tay xi nhan Atimon về trước về sau. Ngon lành cành đào hết. Xe là về bảo đảm với anh em luôn ha, về là chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi. Thật sự mà nói với anh em á, nhiều anh rất là nhiều anh em hỏi shop xe 67 có xe nào mà lên đề sẵn không? Đó. Thì em này vừa được CL50. Đúng form, đúng dáng, đúng đời luôn. Đúng form, đúng dáng, đúng đời 68 CL50. Anh em nha, gấp cặt te sườn đó, quay rõ ràng vô cái sườn chỗ này anh em. Quay vô chỗ này cho anh em xem cái sườn ông anh này ngày xưa là ổng chơi cái gấp, ổng chế một phuộc anh em nha, chế một phuộc đó. Thì có làm sao thì shop em quay vậy cho anh em. Anh em nào thích thì để, không thích bỏ, cắt bỏ không sao hết. Đây đó, cái này thì chế sẵn một phuộc nè. Anh em nào thích về chơi một phuộc thì chơi. Thì có làm sao thì shop em quay vậy, shop em review vậy cho anh em ở xa xem cho nó dễ. Và shop xin báo giá với anh em luôn. Một em CL50 này giá của em nó là 23.500.000. Xe 67 An Giang. Xe của bên shop em là có cọc, là có ship xa. Nhưng mà shop sẽ quay trực tiếp cho anh em xem cho rõ ha. Xe có cọc là có ship nên em ở xa yên tâm. Đây, bô ha. Đó, bô quay cho anh em rõ ràng, chi tiết cho anh em xem. Đó, bô ha. Đây, bô thì nói chung là theo chủ xe, nhưng phải là bô mới. Thì có làm sao thì mình quay vậy cho anh em xem luôn. Cục máy nè, full cục máy Alpha anh em nha, full nguyên cục máy Alpha luôn. Anh em nào muốn đi máy Alpha thì đi, không thích hạ cục máy này xuống, bỏ cục máy zin kia lên. Đó, cục máy nằm ngoài nè. Thì như anh em thấy ha, mình cũng thì mình mua sao thì mình cũng để lại vậy cho anh em ở xa luôn. Mình mua sao thì mình cũng để lại vậy luôn. Đó, nguyên cục máy luôn. Đúng đời nha, đúng đời CL50 anh em xem nè. Nha, đúng đời, đúng dáng, đúng form.
quay gõ cho anh em xem. Đúng đời, đúng dáng, đúng form luôn ha. Đó, rồi, qua đây, qua đây, qua đây ghi rõ ràng cho anh em xem. Ghi đông CNL. Ghi đông CNL ha, đi cái dáng ghi đông CNL. Cái này là lúc đề là anh em, này là lúc đề, còn này là báo số. Thì những anh em mà thường hay xem cái những cái video của shop em á thì biết cái báo số này bên shop em có bán ha, bên shop em có bán. Và xe này được gắn sẵn luôn. Đó, bấm nút, bấm cái này là đề. Anh em nha, bấm cái này là đề. Điện đèn kèn thì full chức năng. Điện đèn kèn là full chức năng. Xe bên shop em thì lúc nào cũng vậy, từ những cái chiếc xe rẻ tới những chiếc xe mắc lúc nào cũng vậy. Đầy đủ hết cho anh em, không thiếu cái gì hết. Không có thiếu cái món nào hết. Chỉ có mình về mình không thích món nào thì mình cứ liên hệ với shop em thì vô đồ chơi thôi. Chiếc xe thì lúc nào, để đầu tiên mà shop em về á là mình coi cái đường điện. Điện là phải đầy đủ nha, điện là phải đầy đủ cho anh em. Rồi xong rồi tới máy móc. Máy móc ngon lành mà tính tới dàn chân dàn ngoài. Lúc nào cũng vậy. Xe nào cũng vậy anh em. Về trước về sau nè. Đó, quay cho anh em xem. Những anh em nào mà thường hay dặn shop cái xe có đề. Đó, một cái giá cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 23.500.000 thôi. Chỉ có 23.500.000 thôi. Niền trăm sạch sẽ sáng sủa, về là chỉ đổ xăng. Không cần phải làm gì hết. Về là đổ xăng. Cái phụt này shop em có báo với anh em rồi nè. Hồi sáng mình có review cho anh em á. Phụt này nè, 1.6 con bộ. Hồi sáng mình có review cho anh em xem á. Những anh em nào mà chưa nay chưa xem phụ tùng thì vào cái clip hồi sáng nha. Shop em có quay cho anh em xem á. Đó, đây. Qua đây luôn. Quay vô từ cái sườn, từ máy móc. Quay vô sườn máy móc ngon lành anh em nha. Nha, đúng zin nha, chuẩn zin Alpha. Chuẩn zin Alpha ha. Quay vô số sườn luôn. Thì anh em nào thích chơi thì chơi, không thích chơi thì có thể hạ cục máy này xuống, bỏ cục máy lên, bỏ cục máy của nó lên. Gấp cặt te. Đó, quay rõ ràng luôn cho anh em ở xa xem. Mình mua bán lúc nào cũng rõ ràng hết, tránh cái tình trạng mất lòng thật sự luôn, tránh cái tình trạng mất lòng của anh em. Đó, xe là về là chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi. Có làm sao thì sắp quay như vậy. Quay luôn cái biển số cho anh em ở xa xem đi. Quay cái biển số luôn. 23.500.000 anh em. 23.500.000. Xe của bên shop em nha. Có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm. Có cọc là có ship hết. Thì thầm không giọng hú. Thì thầm ha. Không giọng hú. Và những anh em nào mà muốn xem xe cứ tới trực tiếp địa chỉ của shop em là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 anh em ha. Và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708. Hai cái số điện thoại của shop em đều có Zalo. Và những cái video thước phim của shop em á, cuối video lúc nào shop em cũng để những cái tấm hình chi tiết để cho anh em xem được rõ hơn. Tại vì nhiều khi mình sợ là mình quay nhanh quá anh em xem không được rõ ha. Anh em xem không được rõ. Đây nè, cái dáng xe nè, nhúng nè, thử nhúng cho anh em nha. Đó, thử nhúng cho anh em. Thì hồi sáng anh em nào mà có xem mà shop em review á, shop em có review phục á thì biết cái phục này. Máy đã lắm, máy này đi tour xa là khỏi phải chơi luôn. Máy Alpha mà, nguyên cục máy Alpha zin mà. Đi tour là khỏi phải chơi. Tắt máy à. Nổ lại cái nữa cho anh em nghe. Một cái nhấn nút của anh em, một cái nhấn nút thôi. Một cái nhấn nút thôi. Lụm tiền. 23.500.000. Một cái xe cực kỳ dễ thương ha. Cái màu dễ thương ha, cái màu cam này dễ thương anh em ha. Đó, đi một vòng cho anh em xem được rõ hơn. Thì mình sẽ cố gắng quay chậm chậm để cho những ông chú, những ông anh nào mà thật sự thích xe này sẽ xem chi tiết hơn, sẽ xem rõ hơn. Đó, máy móc sao, tình trạng xe làm sao, điện đèn kèn hay là dàn chân dàn phuộc nó làm sao đó thì quay rõ ràng cho anh em ở xa xem luôn. Nên anh em ở xa yên tâm. Đó, nên anh em ở xa yên tâm ha. Giá dễ thương, xe dễ thương, chỉ có tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. 23.500.000. Có cọc là có ship toàn quốc cho anh em, nên anh em ở xa yên tâm. Và những anh em nào mà trong phạm vi Sài Gòn có muốn xem xe, cứ việc ghé qua trực tiếp địa chỉ của shop em
là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha. Hai cái số điện thoại của shop em là đều có Zalo, và những cái tấm hình mà chi tiết xe thì shop em cũng để cuối cái video luôn để cho anh em tham khảo, vào xem tham khảo cho nó dễ ha. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.